Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh tư vấn tình yêu hôn nhân của Thảo. Và chủ đề hôm nay Thảo sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một chủ đề, đó chính là điều gì sẽ khiến con gái say mê các bạn, cho dù các bạn đã yêu nhau 15, 25, 55, thậm chí nhiều hơn nữa mà cô ấy vẫn còn si mê các bạn. Như mình đã nói ở một số video trước ấy, thì có nghĩa là cái gì trên đời này cũng có lý do hết, không có cái gì tự dưng hết. Và mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn 5 điều sẽ khiến cho bạn trở nên cuốn hút, cao giá. Cho dù cô ấy yêu các bạn rất rất nhiều năm rồi, cô vẫn dành nhiều hơn tình cảm với các bạn, vẫn si mê các bạn và không muốn xa rời các bạn nha. Điều đầu tiên sẽ khiến cho con gái yêu bạn ngày càng nhiều, cho dù 15, 25, 55, thậm chí nhiều hơn nữa, cô vẫn ngày càng yêu bạn. Đó chính là bạn phải khiến cô ấy nỗ lực vì tình yêu này. Một người con gái mà họ thấy họ chả cần làm gì, cũng được bạn yêu, bạn chiều, bạn chăm sóc, thì chả có lý do gì mà cô ấy cứ trân trọng tình yêu của bạn, ngày càng yêu bạn. Đó không phải là lý do. Lý do ở đây là gì? Đó là bạn phải để cô ấy biết được là để có được tình yêu của bạn, cô phải nỗ lực. Cô cũng phải là người mà quan tâm đến cảm xúc của bạn này. Cô cũng phải là người yêu bạn. Cô cũng phải là người chăm sóc, chiều chuộng cho bạn này. Cô cũng phải là người biết hy sinh vì bạn. Ví dụ như là khi mà bạn căng thẳng với điều gì đó, bạn để cô một mình nhưng mà cô vẫn chịu đựng cái sự một mình đó và dùng nhiều hơn cái tình cảm để quan tâm, yêu thương và chăm sóc cho bạn. Thì khi đó cô gái đó mới xứng đáng có được bạn chứ. Phải để cho cô ấy nỗ lực thì cô mới biết trân trọng. Mà một người con gái kiểu như là không cần phải nỗ lực vì tình yêu ấy, thì chả có lý do gì cô trân trọng bạn cả. Thế nên là các bạn cần phải biết được là với một người con gái mà họ không quan tâm đến cảm xúc của bạn, không quan tâm đến suy nghĩ của bạn, thì cô chỉ nói vài ba cái lời yêu thương ấy, thì chả có nghĩa lý gì đâu nha các bạn. Cô nỗ lực bằng cách là cô sẽ tập trung vào công việc của mình, tập trung vào cuộc sống của mình để phát triển cuộc sống của mình hơn, để mình xinh đẹp hơn mỗi ngày này. Nỗ lực bằng cách là cô ấy phải đầu tư vào cái tình cảm của các bạn nhiều hơn này. Cô ấy sẽ quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc suy nghĩ của bạn này. Cô ấy sẽ không muốn cho bạn đau lòng này. Đấy là những nỗ lực của cô ấy đấy. Khi mà bạn đau đớn, bạn dằn vặt, bạn khổ sở, cô không thèm quan tâm, thì cô ấy không xứng đáng bước vào cuộc sống của bạn. Bạn phải biết được là một người con gái, họ không nỗ lực một chút gì về bạn ấy, thì họ sẽ không bao giờ yêu bạn đâu. Nên là hãy để cho con gái phải nỗ lực vì bạn, để cho cô ấy khao khát có được bạn nhá. Chứ đừng có dễ dàng quá. Cho dù cô ấy chả cần phải nỗ lực, chả cần phải làm gì, vẫn có tình yêu của bạn, thì chả có lý do gì cô trân trọng đâu nhá. Cái điều thứ hai các bạn cần phải làm để khiến cho con gái ngày càng yêu bạn hơn, đó là các bạn tập trung vào cuộc sống của mình thay vì các bạn tập trung để giữ một người phụ nữ. Có những người đàn ông yêu phải một người phụ nữ xinh đẹp ấy, rồi cũng tài giỏi ấy, thì anh ta cứ cố giữ. Hoặc là yêu phải một người phụ nữ mà anh ta thích thì anh ta cứ cố giữ, suốt ngày đeo bám người phụ nữ. Khi đó bạn sẽ mất giá trị, khi đó con gái sẽ không thấy trân trọng bạn. Thế nên là việc của các bạn cần phải làm ấy, đó là tập trung vào cuộc sống của mình để mình phát triển sự nghiệp hơn, để con gái cảm thấy ngưỡng mộ và tự hào về bạn hơn chứ. Bạn ngày càng phát triển hơn, bạn ngày càng tốt hơn, bạn ngày càng tài giỏi hơn, thì con gái sẽ ngưỡng mộ các bạn hơn. Và cô gái đó biết được là nếu mà mình không trân trọng anh ấy, nếu mà mình không coi trọng anh ấy, thì sẽ có rất nhiều cô gái ngoài kia sẽ lăm le anh ấy, vì anh ấy rất tài giỏi mà mình còn thấy ngưỡng mộ nữa là các cô gái khác. Thì cô gái đó sẽ muốn no giữ các bạn thay vì bạn phải giữ cô ấy. Đừng giữ một người phụ nữ, thay vào đó mình hãy tập trung phát triển sự nghiệp đi, để mình ngày càng tốt hơn đi, tử tế hơn, chân thành hơn, lương thiện hơn. Bất kỳ người con gái nào cũng thích điều đó luôn. Cái điều thứ ba sẽ khiến cho con gái ngày càng yêu bạn hơn, đó chính là bạn cần phải biết là cái điểm dừng trong một mối quan hệ. Nếu mà một người đàn ông không biết đâu là điểm dừng trong một mối quan hệ, người đó sẽ không bao giờ cuốn hút với phụ nữ, bởi vì cái người đó không có giá trị. Một người đàn ông có giá trị khi anh ấy biết đâu là điểm dừng. Anh ấy có thể hết lòng thương một cô gái, hết lòng quan tâm một cô gái, hết lòng tử tế với một cô gái, nhưng cô gái đó không coi trọng điều đó, cô gái đó sẵn sàng vứt bỏ, thì người đàn ông đó cũng không cần biết đấy là dừng lại.
chứ không phải là đeo bám cô ấy, bám theo cô ấy, líu kéo cô ấy. Trong thị trường làm này mà người đàn ông líu kéo là người đàn ông thua rồi. Người đàn ông sẽ không bao giờ được yêu, không bao giờ được trân trọng. Nếu mà có được yêu ấy, thì cũng chỉ là trong cái thời khắc nó nhen nhóm đó. Thế nên là các bạn hãy để cho người phụ nữ phải khao khát các bạn, để cho người phụ nữ phải si mê các bạn. Cho dù nhiều năm rồi người ta vẫn phải muốn giữ các bạn, bằng cái cách bạn cần phải biết là đặt ra một cái giới hạn trong một mối quan hệ. Nếu mà cô ấy không chung thủy, sẵn sàng bước đi, không cần một người như thế. Nếu như cô ấy không cần quan tâm đến cảm xúc của bạn, nếu cô ấy không còn yêu thương bạn nữa, sẵn sàng rời đi, không cần một người con gái như thế. Khi mà các bạn làm được điều đó thì con gái trân trọng các bạn vô cùng. Cái điều thứ tư sẽ khiến cho con gái ngày càng yêu bạn nhiều hơn theo thời gian, đó chính là bạn sẽ cống hiến hết mình vì tình yêu, nhưng nó cũng phải có giới hạn. Có nghĩa là khi mà bạn quan tâm đến cô ấy, rồi bạn chiều chuộng cô ấy, bạn chăm sóc cô ấy, và khi cô ấy buồn thì bạn có thể đưa cô ấy đi chơi cho cô ấy hết buồn, hoặc là làm bất kỳ điều gì cho cô ấy hết buồn. Rồi các bạn có thể đem đến cho cô ấy những cái giá trị, những cái điều tốt đẹp, chiều chuộng cô ấy. Ví dụ như là cô ấy đi đâu đó bạn sẽ chở cô ấy đi này, cô ấy cần gì bạn sẵn sàng giúp đỡ này, cô ấy thích ăn gì bạn sẵn sàng mua cho này. Ví dụ cô ấy quan tâm đến những cái sự kiện âm nhạc này, bạn sẵn sàng đưa cô ấy đi này. Hoặc cô ấy thích xem phim, bạn sẵn sàng cho cô ấy đi. Bạn sẵn sàng làm bất kỳ điều gì cho người con gái của mình, miễn sao mà nếu mà người con gái đó không biết trân trọng những cái điều bạn trao thì bạn dừng lại. Chính điều đó sẽ làm cho bạn trở nên cuốn hút hơn. Chính điều đó sẽ khiến cho con gái khao khát có được bạn hơn. Bởi vì bạn dành cho cô ấy rất nhiều điều tốt đẹp như thế, nhưng mà cô ấy không biết trân trọng thì mất, thế thôi. Thì cô ấy sẽ phải tiếc chứ không phải bạn. Cái người mà tiếc không phải là bạn mà sẽ là cô ấy. Còn khi mà các bạn trao toàn những điều tốt đẹp mà cô ấy không trân trọng mà bạn cứ trao tiếp ấy, thì khi đó những điều tốt đẹp của bạn nó vô giá trị nha. Cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn để khiến các bạn ngày càng được yêu hơn, sẽ khiến cho các bạn trở nên cuốn hút hơn trong mắt con gái, đó là các bạn luôn trau dồi để bản thân ngày một phát triển. Trong cuộc sống thì luôn luôn biến động và cái sự phát triển không ngừng. Nếu mà các bạn tụt lùi so với cái sự phát triển, cũng có thể là bạn rất là tài giỏi rồi đúng không, nhưng mà bạn lại thiếu về cái mặt tâm linh chẳng hạn, thì các bạn hãy tìm hiểu về cái lĩnh vực tâm linh chẳng hạn. Bạn kiểu như là ngày càng hướng đến những cái điều lương thiện, những cái điều tốt đẹp hơn ý, thì sẽ khiến cho con gái sẽ cảm giác là thích bước vào cuộc sống của các bạn và thích có được bạn ở trong đời. Không có một cô gái nào có thể từ chối được những điều tốt đẹp. Một cái người đàn ông luôn luôn hướng đến cái sự tốt đẹp, hướng đến cái điều hạnh phúc, hướng đến cái sự lương thiện, không một cô gái nào có thể từ chối. Trừ khi là các bạn cứ là cái người không tốt, các bạn không bao giờ quan tâm là mình cần phải phát triển bản thân như thế nào, mình cần phải kiếm tiền này, mình cần phải khiến cho người phụ nữ kiểu như là luôn luôn cảm giác vui vẻ khi ở cạnh mình này, đem những cái điều tích cực cho người khác này. Tất cả những điều tốt đẹp đó sẽ khiến cho con gái sẽ phụ thuộc vào các bạn, sẽ khiến cho con gái muốn ở trong cuộc sống của các bạn thay vì ở trong cuộc sống của người khác. Bởi vì như mình đã nói, cái gì cũng có lý do hết. Cô ấy có lý do ở bên cạnh bạn bởi vì bạn toàn những điều tốt đẹp, bạn không có những điều tiêu cực, bạn không làm cho cô ấy đau khổ, không làm tổn thương đến cô ấy. Một khi mà bạn làm cho cô ấy ngày càng nhiều những cái sự tổn thương, cũng có thể họ hiện tại họ có thể ở bên cạnh các bạn, nhưng mà khi mà họ tìm thấy một cái người ấy, người ta luôn luôn đem đến những điều tốt đẹp, những điều tích cực cho cô ấy, thì cô ấy sẽ rời bỏ các bạn. Thế nên là muốn được con gái ấy yêu, say mê, si mê các bạn, cho dù nhiều năm cô ấy vẫn sợ mất các bạn, càng yêu lâu cô ấy càng thấy trân trọng các bạn hơn. Các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy video có ích, các bạn hãy nhấn like, nhấn đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để khi mà mình ra những video mới các bạn có thể theo dõi ngay nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.